Quý vị khán giả, vào thời gian đầu năm nay thì sau khi mà có một thông tin là cựu tuyển thủ quốc gia Phùng Văn Nhiên trở lại tập luyện thì đã làm dấy lên một tin đồn là anh sẽ trở lại thi đấu với bóng đá đỉnh cao ở tuổi 38. Đây là một độ tuổi mà chưa từng có một cầu thủ nào trong lịch sử của bóng đá Việt Nam làm được, và với bóng đá thế giới thì cũng có rất hiếm những cầu thủ chỉ cần đếm trên đầu ngón tay thôi khi mà thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi này. Và mới đây nhất thì huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ bóng đá Dược Nam Hà Nam Định, ông Nguyễn Văn Sĩ cũng đã chính thức lên tiếng về vấn đề này, và rất có thể trong khoảng thời gian tới thì chúng ta sẽ lại được thấy bước chạy của Phùng Văn Nhiên trên sân cỏ Việt Nam ở giải bóng đá vô địch quốc gia LS 2020. Kết thúc mỗi buổi tập cùng câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định, Phùng Văn Nhiên thường là người ra về cuối cùng. Anh nán lại để chạy thêm khoảng nửa tiếng đồng hồ như một cách để tự rèn thêm thể lực cho mình. Qua tôi quan sát mấy tháng vừa rồi Văn Nhiên tập thì cái cảm giác về chuyên môn vẫn là tốt. Thể lực thì Văn Nhiên thì cũng có một cái là hơn những người bình thường. Bởi vì với một cái độ tuổi như thế nhưng mà cái cường độ hoạt động và vận động của Văn Nhiên rất là tốt. Sau 3 năm giải nghệ, việc Phùng Văn Nhiên trở lại tập luyện trong màu áo câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định quả thực là một bất ngờ lớn. Không những thế, cựu tuyển thủ của đội tuyển quốc gia còn cho thấy ý định nghiêm túc trở lại thi đấu đỉnh cao khi đã bước sang tuổi 38. Văn Nhiên thì cũng có làm việc và muốn nguyện vọng vẫn còn khao khát chơi. Thì tôi cũng động viên em làm tốt về cái mặt thể lực và cái cảm giác. Nếu mà Văn Nhiên làm được điều đó thì chắc chắn giai đoạn 2 tôi sẽ đăng ký. Kinh nghiệm là điều mà Dược Nam Hà Nam Định trông chờ Phùng Văn Nhiên nếu cầu thủ này có thể trở lại thi đấu. Nhưng rõ ràng việc ký hợp đồng với một cái tên đã bước sang tuổi 38 cũng sẽ khiến cho chất lượng tuyến trẻ, niềm tự hào nhiều năm qua của đội bóng Thủy Sơn Thiên Trường bị đặt một dấu hỏi lớn.